nữ diễn viên tìm cách, bớt xinh đẹp, mong đỡ bị làm phiền. Jessica Alba tâm sự trong cuộc tọa đàm về vấn đề sức khỏe thể chất, tinh thần diễn ra tại thành phố Los Angeles, Mỹ hồi tuần qua, rằng khi mới ngoài 20 tuổi, cô đã phải cố gắng giảm cân lúc mới khởi đầu sự nghiệp diễn xuất, để làm giảm những đường cong cơ thể, với mục đích tránh né những sự quan tâm không mong muốn đến từ nam giới, trong nền công nghiệp làm phim. Trước đây, An Ba cũng từng chia sẻ với tờ tạp chí V6, rằng cô từng khiến bản thân trông như thể một cô gái, tomboy chỉ để bản thân bớt gặp phải những sự phiền toái ở Hollywood. Tôi từng cảm thấy xấu hổ nếu tôi thấy nam giới tỏ ra đặc biệt chú ý tới mình. Thế rồi tôi bắt đầu nhịn ăn và khiến cho bản thân trông như thể một cậu con trai, tất cả chỉ để tôi không thu hút quá nhiều sự quan tâm chú ý. An Ba nhớ lại những năm đầu làm diễn viên ở Hollywood. Cô cũng chia sẻ về việc mình từng cảm thấy như bị săn đuổi bởi một số nhân vật quyền lực trong nền công nghiệp làm phim, khi ấy cô mới chỉ là một nữ diễn viên trẻ chưa được biết tới nhiều. Thậm chí, ở thời điểm đó, chính các thành viên trong gia đình cũng khuyên cô không nên mặc những trang phục gợi cảm, bỏ sát bởi cô sẽ dễ dàng rơi vào tầm ngắm của những nhân vật hắc ám. Hiện tại, Jessica Alba đã là một nữ diễn viên có chỗ đứng ở Hollywood, cô còn sở hữu việc kinh doanh phát đạt nữ diễn viên xinh đẹp đã kết hôn với nhà làm phim Casuobun hồi năm 2008 và đang là mẹ của ba con nhỏ. Dù hiếm khi than phiền về những khó khăn, chắc trở từng gặp phải trong công việc, nhưng An Ba nói một cách ngắn gọn đủ để người nghe hiểu rằng, cô cũng từng phải vật lộn mới đạt được những bước tiến trong nghề, không có gì là dễ dàng để có thể đạt được, thành công trong nền công nghiệp giải trí lại càng khó khăn. Thậm chí, bạn còn cảm thấy khó để hình dung nổi rằng mình rồi sẽ có những cơ hội bởi thoạt tiên, mọi người như đóng sập tất cả những cánh cửa lại trước mặt bạn. Họ nói về đủ thứ lý do và đủ sự thiếu sót để khẳng định rằng, bạn sẽ không thể nào đạt tới bất cứ thành công nào. Bạn chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi cảm giác cay đắng ngậm ngùi. Mặc dù vậy, sau khi đã nhận được những vai diễn đầu tiên, Jessica Alba liền tự tin khoe vẻ đẹp sắc vóc. Chẳng hạn trong loạt phim truyền hình, Đắc Ăng Gờ Thiên Thần Bóng Tối lên sóng từ năm 2002 hay các phim điện ảnh Honey Mật Ngọt, 2003, Into The Blue xâm nhập kho báu đại dương. 2005, Sin City, Adam To q for thành phố tội ác, người đàn bà bị săn đuổi 2014. Nổi tiếng và giàu có, vậy nhưng Jessica Alba cũng từng tự ti về trí tuệ của mình, về năng lực của mình, bởi cô không phải một diễn viên được học hành, đào tạo bài bản, khi tôi còn trẻ, tôi cũng thiếu tự tin, tôi không nghĩ mình là một cô gái thông minh, tôi không học giỏi và cũng không học cao. Giờ đây, sau khi đã bước vào công việc kinh doanh và đạt được những thành tựu nhất định, tôi cảm thấy khác, trước nhiều và có thể thoải mái tự nhìn nhận mình là một phụ nữ thông minh. Tôi từng cảm thấy mình thua kém các đồng nghiệp, rất nhiều và cảm thấy ngượng ngùng khi tự giới thiệu mình là diễn viên bởi tôi không được học hành đến nơi đến chốn về nghệ thuật điện ảnh. Tôi cần có thời gian mới tìm thấy sự tự tin của mình trong thế giới điện ảnh. Tôi có thể không phải diễn viên giỏi nhất, nhưng tôi cũng có những phút giây tỏa sáng của mình. Sau tất cả tôi nhận thấy rằng Chúng ta đừng đánh giá thấp sự thông minh, nhạy bén học được từ đời sống. Việc chúng ta xoay sở trong cuộc sống và có những trải nghiệm cuộc đời của riêng mình đưa lại cho chúng ta những hiểu biết độc đáo. Chúng ta phải trải qua những khó khăn, chắc trở và đó là cách để chúng ta có được thành công trong cuộc sống. Jessica Alba thành lập công ty The Anus Company, hồi năm 2011 chuyên kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng thân thiện với môi trường và sức khỏe. Việc kinh doanh của cô diễn ra thành công và không ngừng mở rộng thậm chí ra cả ngoài nước mỹ sang một số nước châu âu bích ngọc theo daily mail nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất